Chị xin chào anh chị và các bạn nha. Hôm nay chiều mới vừa về thêm một con Innova E 2018 anh chị. Xe này biển Sài Gòn sẵn luôn anh chị. Xe mới chạy có 65.000 cây à. Ừ, cái xe này nha, mới vừa hơn 60.000 cây là khách hàng vừa thay 4 cái vỏ mới luôn anh chị. Hôm bữa đi mua thì khách hàng có chia sẻ với chiều á. Khách hàng mới vừa thay 4 vỏ mới là bán luôn á. Đây nè, mới thay 4 cái vỏ mới luôn, mới tinh nè. Còn dây cui anh chị. Đó, anh chị các bạn nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp cho chiều đến coi xe nha. Xe thì chiều đang để ngay tại Thủ Đức này nè. Dash 22 nè anh chị. Đã thay hai luôn á, khách hàng mới vừa thay luôn á. Vỏ này là dường như là dày 99% luôn. Anh chị mua về thì đỡ tốn tiền thay vỏ ha. Bốn cái vỏ này cũng khoảng gần 8 triệu à, chứ không rẻ đâu. À, con này là 2018 anh chị nha, sản xuất 2018 nha. Mới chạy có 65.000 cây à. Đúng chất xe luôn, đúng ô đô luôn anh chị. Đó, đây nè, cái cần số 65.000 cây nè. Đó, cái vô lăng 65.000 cây nè. Xe này có trang bị màn màn DVD ha, DVD có cam lùi, có camera hành trình đầy đủ cho anh chị nha. Xe thì cái này cũng trang bị đầy đủ, chẳng hạn như là bọc trần ni lông nè, ghế da nè, và nói chung là sàn này vẫn là sàn nỉ thôi. Đó, có bọc ghế cho anh chị, có bọc ghế và bọc chân anh chị nha, và có lắp màn DVD. Đó, có camera hành trình và có cam lùi ha, đầy đủ. Con này anh chị mua về đổ xăng chạy thôi, nói chung cũng không cần làm nhiều, thì người ta cũng trang bị đầy đủ hết cho anh chị rồi, không thay luôn 4 cái vỏ mới cho anh chị luôn, đỡ tốn tiền thay vỏ nè, ốp trên cửa cho anh chị luôn. Đó, nói chung là cái mình xe này nó còn ok. Đó. Để chiều mở cái cửa ra, nó khóa cửa rồi. Xe cũng dán phim cách nhiệt nè, cách nhiệt là việc phim cách nhiệt loại tốt anh chị. Xe này chưa đang bán với giá 560 triệu nha, còn thương lượng anh chị nha. Anh chị nào có thiện chí cứ đến coi xe nè, rồi đến đây anh em mình tính tiếp. Giá 560 anh chị nha, chạy 65.000 cây đúng chất xe. Bao anh chị test hàng thoải mái. Và cam kết cho anh chị luôn là xe không tai nạn nha, không có nước nha, động cơ nguyên zin. Tách hàng thoải mái luôn, nếu mà có vấn đề đâm đụng ngập nước thì chịu sẽ hoàn tiền cọc gấp đôi cho anh chị. Anh chị yên tâm, xe này mang biển Sài Gòn sẵn anh chị nha. Nói chung anh chị nào mà ở tỉnh thì chịu hỗ trợ bao cũng hồ sơ, không tính phí. Mở cái nắp capo lên đây nè, xe mới chạy 65.000 cây đúng chất xe anh chị nha, đúng chất xe. Vô lăng 65.000 cây đẹp nè. Đó, xe này chiều đang bán với giá 560 nha, 560 triệu còn thương lượng anh chị. Sản xuất 2018 nè anh chị. Đó, 2018 nha. Ghế da, xe là trang bị ghế da, màn DVD, cam lùi, cam hành trình đầy đủ. Bọc chân cho anh chị luôn. Và cái vỏ xe còn cực kỳ dày luôn anh chị, dày 99% cho anh chị luôn nè. Anh chị thấy không? Còn mới tinh luôn anh chị, mới tinh luôn. Khách hàng mới vừa thay luôn á. Mới vừa thay 4 cái vỏ luôn là bán xe đó. Bữa khách hàng cũng tiếc lắm, mới vừa thay 4 cái vỏ là bán rồi, cũng tiếc lắm. Đây, đó, bánh xe dự phòng gầm phía sau ha. Cái gầm này chút xíu nó chiều quay clip xong chiều sẽ tiến hành đi vệ sinh cái gầm lại cho anh chị liền. Đó, đây là khu vực cốp đồ phía sau nè. Về ha, ốc cốp này nọ ok hết anh chị nha. Xe này chiều kiểm tra và test hết cho anh chị rồi, anh chị yên tâm sử dụng nha, không có vấn đề gì cả. Bây giờ chiều sẽ tiến hành đi lên cái phần nắp capo. Mở cái nắp capo lên, quay cho anh chị các bạn xem cái phần động cơ ha. Đấy, và đây là một cái động cơ 2.0 của Innova nha, số sàn nha. Nè, keo chỉ nè. Đó, chiều kiểm tra hết cho anh chị rồi. Keo chỉ mọi thứ ok hết nha anh chị nha. Đây, keo chỉ ok ha, khung xương nè. Đó, mọi thứ ok. Ở đây khách hàng nó lắp thêm cái đèn led xi nhan, led dạng xi nhan nè. Đó, cái dãy này nè, thêm đèn led xi nhan. Đó, đèn mà này nọ ok ha. Khung xương nè, ok hết, không có vấn đề gì cả anh chị nha, không có vấn đề gì cả. Đó, quay chậm chậm rồi để anh chị coi cho nó kỹ ha. Ốc capo chưa tháo nữa nè, còn nguyên zin hoàn toàn. Keo chỉ còn ok, máy móc nguyên zin. Đó, Innova E 2018 nha anh chị, chạy 65.000 cây. Xe thì nói chung trang bị phụ kiện đầy đủ. Giá chiều đăng bán chỉ là 560 triệu, còn thương lượng còn giảm nha. Anh chị nào ở Sài Gòn thì có hỗ trợ vay trả góp luôn. Đó. Cần thêm thông tin thì anh chị cứ liên hệ trực tiếp cho chiều ha. Coi xe ngay tại khu dân cư Vạn Phúc, quốc lộ 13, thành phố Thủ Đức anh chị nha. Chị cảm ơn anh chị các bạn đã xem clip nha. Anh chị các bạn nào lần đầu vào kênh nhớ bấm đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video clip tiếp theo về xe ô tô cũ có sử dụng anh chị nha.